Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Trung Trần sẽ quay cận cảnh chiếc Asus ROG Zephyrus. Đây là phiên bản M16 các bạn nhé, là phiên bản cao nhất của ROG. Thì chiếc này thì mình sẽ ship hàng cho anh Dũng ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh Dũng nhé. Đấy. Chiếc này sẽ là hàng mới 100%. Đấy. Đây, bạn nhìn đấy. Ánh đẹp cực kỳ đẹp. Đấy. Đây là chiếc M16, chứ không phải G nhá, M16 luôn. Đây, đây sẽ là máy của mình này. Đấy. Còn đây sẽ là sách vở này, còn sách vở. Đấy, sạc đâu rồi. Sạc đây. Đây. Đây sạc bên này. Đây không? Đấy. Đây. Con này sẽ chạy là 240W bạn nhá. Đấy, sạc 240W nhưng mà khá là nhỏ. Đấy. Nhỏ hơn là sạc của Dell luôn. Đấy, cực kỳ nhỏ, gọn. Okay. Hộp được đóng rất là đẹp. Đây, quay cầm đóng hộp này. Đấy. Đây, đây là máy của Dũng này. Ok. Đấy. Hàng mới 100%. Các bạn chú ý đây là chiếc này sẽ có cấu hình đây. Đấy. Chỗ này là kim loại trơn và phần nổi bên này sẽ là kim loại được đục lỗ. Đấy, được đục lỗ. Mỗi mặt đáy rất là nhựa cao cấp thôi. Còn đâu đấy bạn xem ở bên trên này. Bạn xem bên trên. Đấy. Phần này cũng là kim loại nhá, nhưng được phủ một lớp mét. Đấy. Lớp này mình nghĩ là có tác dụng ấy, sẽ làm tăng cái trải nghiệm mà hạn chế bị rò điện của máy tính và giảm được cái gọi là cái hấp thụ nhiệt. Đấy, cái hấp thụ nhiệt khi mà máy chạy nóng lên thì mình chỉ sờ chỗ này ấm ấm thôi. Đấy. Đây. Ok. Đây. Thì các bạn chú ý là với M16 ấy, với M16 thì sẽ bản lề sẽ có công nghệ bản lề Ecolip. Đấy. Với công nghệ bản lề Ecolip này thì mình thấy là có hai chức năng. Chức năng đầu tiên ấy thì máy sẽ được kê lên. Đấy, khi này thì thoát nhiệt gọi là cái airflow ấy. Đấy, thì gọi là thoát nhiệt cực kỳ tốt. Tiếp theo ấy thì nó sẽ làm cho cái việc hạn chế khi mà các bạn ngồi nhìn chéo này này thì làm cho cái cằm ở dưới này đã mỏng rồi. Đây các bạn nhìn thấy cực kỳ mỏng rồi. Khi mình ngửa lên nhảy cái thì gần như là không nhìn thấy cằm nữa luôn. Đấy, đấy là cái tác dụng thứ hai của Ecolip mà mình nhận thấy được. Đấy. Và chiếc này sẽ có cấu hình là i7 12700H, RAM 16GB, SSD là 512GB. Và đặc biệt các bạn chú ý là M16 sẽ là RAM DDR5 nhé. Đó là DDR5 rồi, chứ không phải G, chứ không phải như dòng G. RAM là RAM DDR5 bus 4800MHz. Đấy. Và chiếc này sẽ có card đồ họa là card RTX 3060. Đấy. Và một cái đặc biệt nữa thì các bạn chú ý là tại Trung Trần đang bán cái bản này có độ phân giải là 2.5K. Đấy, độ phân giải là 2.5K nhé. Chứ không phải như một số ít thị trường ngoài thị trường đang bán là chỉ là Full HD cộng. Đấy, chiếc này sẽ là 2.5K. Đấy, và tần số quét là 165Hz các bạn nhé. Đấy, màn cực kỳ đẹp. Đấy, màn cực kỳ đẹp. Chiếc này thì thực sự là, và đặc biệt ý, mình thích chiếc này chỗ là gì các bạn biết không? Đấy, các bạn biết không? Là cực kỳ nhẹ. Đấy, với cái hình một chiếc laptop gaming mình mà 16 inch. Ở đây thì theo như anh Dũng yêu cầu thì mình cũng cân cho anh Dũng luôn. Đấy. Đây là cân của máy nhá. Đấy, thì chắc là mình cân cho anh Dũng nhìn luôn. Chiếc này thì sẽ ship code cho anh Dũng. Đây các bạn có thể thấy là đây, các bạn có thể thấy là cân nặng chính xác của máy sẽ là 2.06 kg. Đấy, với phiên bản màn hình là 2.5K sẽ là 2.06 kg. Còn màn Full HD cộng thì sẽ là 1.90 mấy kg ấy. Đấy, thì trước này có điều xấp xỉ 2 cân. Với các dòng laptop gaming 16 inch của hãng khác như là Lenovo hay là Acer ấy. Đấy. Và với cái phân khúc này thì cân nặng phải lên đến 2.5 cân. Đấy. Trong khi đó Asus sản xuất dòng ROG Zephyrus M16 này chỉ có là 2 cân thôi. Đấy, cực kỳ tiện, các bạn cầm lên thấy nhẹ hẳn. Đấy.
và các bạn chú ý là những phần đục lỗ ánh kim này này, khi mà mình gọi là di chuyển theo cái góc độ của ánh sáng ấy, thì sẽ được đổi màu cực kỳ đẹp đấy. Ok, bây giờ chúng Trần sẽ cắm sạc và bật máy lên đấy. Cắm sạc và bật máy lên đấy. Cái này thì mình sẽ bóc ra luôn theo dụng. Ok. Và cũng sẽ bàn giao lại đầy đủ cho anh Dũng vào trong hộp của máy đầy đủ. Cố gắng làm sao bóc không bị rách. Thực ra thì xé ra cũng được cho anh Dũng thôi, nhưng mà mình cứ giữ gìn cho cụ thể. Ok. Đấy, thì sẽ bàn giao lại đầy đủ cả miếng đấy. Ok. Anh Dũng thì có đặt mua thêm một chiếc chạc 3 chi 2 này để về anh Dũng có thể dùng được luôn. Thì Trung Trần cũng đang bán với giá chỉ có 15.000, như là anh em mua ở bất kỳ cửa hàng điện nào thôi. Rất là tiện. Thì khi cắm vào đấy thì anh em có thể cắm vào hầu hết được 100% các ổ điện tại Việt Nam luôn. Đấy, còn cái chạc theo máy ban đầu tiên ấy thì nó sẽ chạc chân chéo như này. Đấy. Thì hầu như các ổ điện mà gắn trên tường của anh em ở nhà ấy, thì hầu như là không cắm được cái này đâu. Chắc chắn gần như là 99%, 100% là không cắm được cái này. Đấy, thì chỉ có các ổ điện thông minh như này mới cắm được thôi. Đấy, mà ổ điện thông minh như này thì vẫn chưa được phổ biến. Thì anh Dũng có mua thêm một cái chạc 3 như thế này. Đấy, chỉ có 15.000. Đấy, cắm vào. Ok. Đấy, là xong. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cắm sạc. À đây, thì nhân tiện đây thì mình sẽ nói qua các cổng của cho anh Dũng nhé. Thì ở mặt A này thì anh Dũng ơi, anh nhìn này. Đấy, thì Trung Trần bàn giao lại cho anh về ngoại hình nhé, không hề có xước vỡ móp do vận chuyển nhé. Đấy, khi vào tại Trung Trần thì anh em sẽ được đảm bảo 100% điều đấy. Nếu mà có xước có hoặc là có vỡ móp đấy thì Trung Trần sẽ đổi máy cho anh em. Đấy, đây là mặt sau này. Đấy, đây là mặt sau sẽ là hai hốc tản nhiệt to này. Đấy, đây là ba cái đèn báo này. Đấy, còn đây là hông bên trái. Hông bên trái thì đặt hầu hết các cổng. Đây là cổng jack tai nghe 3.5 này, hai cổng tai C này. Đấy, một cổng USB tai A này, một cổng LAN này, một cổng HDMI này. Và đây là cổng sạc nhé, chân sạc. Và cũng là một khe thoát gió, khe thoát gió tản nhiệt. Đấy, ở hông bên phải ấy, thì đây sẽ là khe cắm khe khóa Kensington này. Đấy, để mình mua cái khóa Kensington mình móc vào đây, và một đầu mình móc vào chân bàn. Còn đây sẽ là một hốc tản nhiệt nữa. Đấy, đây sẽ là đây sẽ là khe cắm thẻ nhớ micro SD, một cổng USB tai A. Đấy, tranh thủ lúc này thì anh em có thể nhìn luôn. Đấy, không hề có gọi là móc vỡ gì. Đấy, còn đây mặt sau của máy. Mặt sau của máy thì sẽ làm bằng nhựa cao cấp. Đấy, thì tốt. Quá tốt rồi. Dòng này thực sự cầm lên là trải nghiệm quá tốt. Đấy, thì bây giờ Trung Trần sẽ cắm sạc và bật máy lên cho anh. Đây, khe cắm sạc bên này nhé. Ok. Đấy. Được cái là khi mà cái bản lề Eclipse mình mở ra một cái như này thì gần như là nhìn gọi là không thấy cằm luôn, chứ gọi là mặc dù cằm rất là mỏng rồi, như thế này là quá mỏng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật máy. Đấy. Quá đẹp. Bàn phím full LED ấy, đổi màu các kiểu luôn. Đấy. Ok, bây giờ Trung Trần sẽ tiến hành cài đặt Win bản quyền theo máy và ngôn ngữ tiếng Anh để bàn giao lại cho anh Dũng. Ok, cảm ơn anh. Mời Dũng ạ. Trung Trần đã tiến hành cài đặt Win 11 bản quyền theo máy, ngôn ngữ tiếng Anh đầy đủ cho anh. Đấy. Thì Trung Trần sẽ bàn giao lại cấu hình cho anh Dũng nhé. Trước tiên về CPU. Đây, CPU mà anh chọn trước này là i7-12700H. Đây là con CPU của Intel mà Trung Trần đánh giá là gọi là hoàn hảo và quá ngon trong tầm giá của Intel. Tuy là đời 2022 thôi, nhưng hiệu năng thì gọi là vẫn đang gọi là quá ngon, quá tốt rồi. Với chiếc này cũng đã có 14 nhân và 20 luồng. Đây sẽ là RAM của máy. RAM tổng sẽ là 16GB nhé.
đấy, tổng 6GB đấy. Và bus RAM là RAM DDR5 bus 4800MHz đấy. Đây sẽ ổ cứng đang lắp theo ở trong máy của chiếc này sẽ là ổ Micron SD 512GB đấy, và win sẽ nhận là 477GB đấy. Còn đây sẽ là Wi-Fi, là Wi-Fi 6E rồi đấy. À, đây sẽ là một cái cạc onboard theo máy là cạc Intel Iris Xe, và đặc biệt chiếc này anh chọn sẽ là cạc đồ họa là RTX 3060. À, với mã M16 này cũng sẽ có một option nữa là 3050 Ti đấy, thì trung trần đang phân phối là RTX 3060 luôn đấy. À, và đặc biệt một cái điều chú ý nữa thì đây là lý do mà anh đặt hàng tại trung trần là chiếc này có độ phân giải là 2.5K đấy. Với cấu hình phổ biến trên thị trường sẽ là Full HD cộng luôn, nhưng trung trần có phiên bản 2.5K luôn. Với độ phân giải là 2560x1600 và tần số quét lên đến 165Hz. Đấy, chiếc này thì gần như là một, nó là màn hình quá đẹp. À, 100% sRGB rồi. Và đặc biệt ấy là anh sẽ, đây cũng là một cái sự lựa chọn anh Dũng, là anh cần một chiếc máy khỏe, có thể chơi game được, và đặc biệt là có nhận diện khuôn mặt. Đấy, như anh nhìn thấy ở đây ấy là đây. Đây sẽ là nhận diện khuôn mặt của máy nhá. Đây sẽ là camera. Đấy. Gần như là trong tầm giá này thì không có một con laptop gaming nào có được cái nhận diện khuôn mặt camera này, ngoài Asus Zephyrus và Dell Alienware. Đấy. Ok, trung trần đã bàn giao lại cho anh đầy đủ. Và anh chú ý nhá, đây LED của máy sẽ là full LED và có thể đổi được màu anh nhá. Đấy, đổi được màu. Vâng Dung ạ, trung trần sẽ tiến hành test lại tổng thể một lần cuối và tiến hành đóng hàng thùng xốp gửi đơn vị về support, gửi đến tận nhà anh ở quận Bình Thạnh. Trung trần cảm ơn anh Dũng đã chờ đợi lô hàng của trung trần về.